đây chụp cái cho anh luôn. Nhưng mà hoa nó rủ lắm, không thích. Hoa toàn cắm cho tôi. Bẩm ngài, cái này đấy, ngài đang ở đây với thư ký. Liệu đã các bạn ngoài ra ngoài là ngày bao nhiêu lần được xếp hạng này? Hình như 26 tháng 9. Lên tầng 2. Nhà bếp à? Lắm phòng lắm trước nhỉ, thâm cung bí sử nhỉ. Ôi đây này đi xuống đâu đây? Người gác đi. Chắc còn gác nữa là hết. Này ở đây thì là xây theo kiểu người Tây Nguyên nhỉ? Nhà dông người gác mái chứ ạ? Ờ, kiến trúc. Đi đâu đi theo rồi đấy. Con chén xong rồi, con xong để xong lên. Cũng dị đấy. Cái gì? Chưa làm, hả dèm rồi. Kìa, hồ văn nắp. Lát cầu kỳ thật ấy. Phẳng lời cả. Trên này cũng gỗ hết. Không biết là cái đèn này từ ngày xưa hay là... Cái này là mới rồi. Làm mới. Cái này là mới đèn, à? Đèn này mới rồi. Cái trần này mới à? Toàn cảnh biệt điện bảo đại. Ấy nó như thế thì ạ. Em vẫn chưa có tâm đâu. Em vẫn đứng khạnh lắm. Đấy, phải làm bò dưới cống này. Đây.
nhiệt điện ở bên trên đây. Lại phải nói là đẹp, nhìn xung quanh cái hồ này đúng rồi. Vua, vua chúa. Con kiếm chỗ đặc biệt. Không, không không nghỉ đâu, đi luôn đâu. Đấy, bà ấy chỉ những cái cơ lia mà quên nữa. Mía này, mía trên cây này đấy, mía. Vẫn của cái thằng ấy à? Hả? Ai đi đi, mẹ sinh, mẹ sinh ở kia. Mẹ sinh đi. Ngồi đi, em đợi ở đây. Em đợi ở đây nhá. Ui giời, sao lại phi tiêu lên nữa à? À, để ăn nhé. Rồi ăn nhé. Chưa xuống hả? Đó. À. Ui, đây thác đấy gì? Ui giời. Ngủ đây sướng nhỉ. Thác có phải từ này như thế nào? Dạ không? Có làm vài lo đâu.
Thôi đi cầu treo thôi. Nước ở trên treo rồi chú. Chắc trên đây nó có cái suối. Rồi. Ống này á. Cổ vũ nào, đồng đội cố lên nào. Thank you.
Lắm một hòn to đây. Lắm một hòn to đây. Đi đây, đi đây, đi đây. Đi đây. Ơi, chân không dài nổi đâu. Quay đầu. Đi ơi, quay đầu. Đi ơi, quay đầu. Đi ơi, quay đầu. Đi ơi, sắm vào cái con này. Không được. Sắm trước. Dày ra mà mệt. Sắm quần lên. Tập trung vào. Diễn nè, diễn nè. Rất mòn đá to này. Chân mát chiếu không? Rất mòn đây, sao nhảy như đây? Rồi ạ. Rồi, vỗ tay đi. Thế nào? Phút cuối thì toàn. À, phút cuối thì toàn. Rồi, bây giờ vỗ tay được rồi. Đây à. Này. Mà cái đá này nó nếu mà nó nóng lên đi nhỉ, nó còn để lâu á. Đây, nó để sẵn rồi này. Đây là cái đồ trước. Ừ. Tự xem hết đi chứ. Đúng rồi. Tự xem nó mới hay. Nhưng mà cái này mà... Ở đây thu vé thì người ta phải dọn thôi. Nước nó nhiều quá là nó chạy từ cái này luôn này luôn này. Nếu mà bình thường là ở trên cao nó dồn xuống, đây có dây xung quanh cao đâu. Ủa? Ai đứa kia? Có, đi ra giữa. Đi ra giữa đứng đợi. Ủa, nhớ là cầu lắc lư này. Ủa, cầu lắc à? Rồi, quay.
à, lắc lư rồi. Một cái thác nữa kế bên đây, cụm thác mà nó là cụm thác mà. À thác lưới à? Thác lưới sắp bên đây nè, đi bộ. À. Em thử thôi. Ừ. Thế đây đây là hạt đấy hả chị? Hạt. Tôi nghe hết. Ừ, em xem nào. Ừ, dạ. Cân hạt này đấy ạ. Cân hạt này hả con? Lần đầu tiên trên đời. 20 à? Có thế hạt là bây giờ mình về phải chế biến nó mới đúng ra rồi, hạt nhân. Đúng rồi, anh cái này phải về phơi chứ, phơi cho nó bóc vỏ chứ. Chế biến nó mới ra được chứ. Hả? Nó giống như hạt mít nhỉ? Vâng. Mùi như hạt mít nhỉ? Mùi nhưng mà... Ừ. Ủa? Người Hà Nội không biết loại này đâu. Thơm. Em xem nào, em xem hạt điều. Đấy, ôi giời, hay luôn. Thấy không, hạt điều như vậy á, mà mang về Hà Nội mình ăn sướng không? Sướng mà, ôi giời. Hạt điều như hạt mít này á? Ừ, thơm như hạt mít luôn. Ủa? Hạt để lại. Mà hạt bánh tráng nữa đâu mà. Hạt còn phải chế biến nữa mà. Ôi dồi ôi, đây này, rụng đầy ở đây này. Đi qua đi hái hộ này. Ừ. Không phải bóc tách chứ. Ai da, nó đây đâu. Thôi, ăn quả to mà, cho đã mà. Thôi, chụp mấy ai. Ừ. Ui, sao thôi, hạt, ui giời, hạt nó, hạt của ông Hà sao lại bật ngược cái này không? Mấy này nhìn quả nào xong nó cái củ nó không có gì gì mà. Đây này, ui. Đây, được đấy, được đấy, anh cầm đi, em chụp luôn. Đây. Ừ, thơm lắm. À đúng rồi. Đấy. Thôi thế có quả nào là bé ăn được rồi em? Đây này anh, quả nào mà căng với vỏ là ăn được rồi. Đâu chứ nào? À căng như này, à thế ăn thử luôn đi. Em xin. Thế nào? Ôi, hello. Bọn em đang ăn đều. Tớ muối đây em, à được kìa. Thế phải có phải bóc vỏ đâu?
Ăn cả vỏ à? Ừ. Ôi giời, lần đầu tiên trên đời nhé. Ăn này. Chừng nó dính vào. Chừng nó dính vào là không ra đâu. Bố này. À. Bố bà hát được không? Như hạt đều dính vào rách áo này hả? Rách áo á. Đây đây đây, bà hát đây à? Ôi thêm mà áo trắng thì vào đêm. Quả này hay nhỉ. Đây này, nhựa hạt điều vào áo là tách nhau nhá. Thế á? Ừ. Nay người ta chả cần phải phải vặt đâu, tự nó dụng đúng không? Ừ. Đang đây, những cái này là tự dụng đó, không có lấy mà. Bây giờ thì đó quả quả đỏ mà ăn bị chát thì ăn thử quả vàng xem. Ừ, tùy cây nó sẽ ngọt. Ủa? Sao họ ăn có quả nào? Dính vào là rách áo nhỉ? Ừ. Thế à? Ừ. Nắm nước ấy. Quả chưa ăn được đâu. Chắc chưa ăn được. Nè. Em thấy chưa? Ừ. Chát lại. Chát mà lắm nước à, không phải chín nó lộn ra đâu mà đầu tiên nó lộn ra rồi kìa. Và ngọt nhìn chưa? Ừ. Không được nhìn. Cũng nghĩa là nó ra cái hạt trước. Ờ ra hạt trước xong rồi ra quả. Ờ ra sau. Quả sau đây là cái loại nó dị dạng này. Thấy chưa? Không này. Giống người mà lớn lên thì bắt đầu cái hột mới nổi ra. Hạt trước. Ờ nhưng mà cái cây này là cái hạt nó nổi ra trước. Ngọt hơn nhá. Thống nhất nhá. Thế hả? Và ngọt hơn. Và ngọt hơn ở đây hả? Đấy chơi đi đấy. Đấy. Ủa, quả đỏ này ngọt. Ôi giời. Ông chơi bài rung cây. Quả đỏ này cũng ngọt nè. Mình chả biết sao rung. Thật, thôi để nhảy lên thôi. Thấy không, tùy cây. Thấy không, có đến xanh anh ơi. Xanh đừng ăn nhanh nha. Xanh ăn rách ruột đấy. Thế à? Rượu nó dính vào đấy. Ừ. Ôi đùa cũng dị đấy. Ăn cái quả này dị nhưng mà thử một vài quả đấy biết đấy. Nên là người ta bỏ làm sao người ta cho ăn thoải mái là phải. Ăn được mấy ăn người ta có dùng đấy, cái bỏ đâu mà người ta không thoải mái. Ngon không ngon không? Chát là xanh. Kia quả to trước kìa. Sao bảo quả vàng ngon? Yeah. Chát thì thôi. Quả vàng nhưng mà nó sờ nó nhún nhún quá. Ui đằng này vào trong sau trong sâu này. Nhựa hạt điều dính vào là rách áo. Đấy, ui giời ơi. Đây, rơi đầy lên dưới. Đây là sinh ra một cái là cái hạt nó thoải ra ngoài. Đấy, xong rồi chỗ này nó lớn dần lên thành quả. Quả đây, đấy. Ăn thoải mái. Ăn ỉa đào thôi. Điều. Ủa thế này phải tinh mắt. Thế sao cái quả này nó bé thế này này em? Sao cái quả này nó bé này? Hay là do này em đằng này nó teo đi? Dạ do giống. À giống à? Dạ. À. Có loại to lại. Thì ăn chất lượng vẫn thế thì? Dạ. Sao là nó có hai loại, một loại vàng và loại đỏ. Dạ đúng rồi. Vàng với đỏ. Chất lượng hạt. Nó em ơi, ăn này nó nhiều có việc gì không? Ăn có việc gì không? Dạ không. Không có ăn bình thường gì? Dạ. Thấy rát rát lưỡi. Ăn rát cổ. Cái dàn này thì bao tiền công một ngày dạ? Theo cân 200-250 một cân hay ngày? Ngày. À họ tính khoán cho mình nhỉ? Cái nhựa có bị gì không? Dạ không. Không nên nhập bằng tay không. Sao bảo nhựa hạt điều dính vào nó rách áo? Bạn hát này. Ừ. Nhựa của cái hạt thôi, còn trái thì không sao. À, lại còn nhựa của hạt. Nhựa của cái hạt dính vào nó rồi. Ừ, người ta nói chuẩn đấy không ạ? Nhựa hạt điều. Trời ơi, chả có cái túi nào. Nào về dưới này nhiều cái này các bạn nhỏ. Nó nhún đấy, nó hỏng ấy. Mang về làm sao được chị, nó nát ra mà. Bà máy đà bà ấy còn nhỏ nhỏ hết nhỏ. Đừng vứt rồi đấy. Sao mình nhặt hết được thì thôi à. Quả đấy quả mới à. Mới. Sao không ăn gì? Nào đã kịp ăn đâu, nó dính hết cả vào người rồi. Em thấy cái hạt này mà để lâu ở dưới đây nó có hỏng không? Có. Thế là ngày nào phải đi thu. À. Mấy ngày nó phải đợi dụng mấy ngày. Đây quả này to đi. Trước khi đi thu hoạch này xong dung nhỉ? Phải dung cho nó dụng ấy hả? Ăn này nó có ăn có bị làm sao về ruột nhất không ấy? Cái ngứa hỏng ngứa. Nó do có sát xít xít ở trong cổ. Nó chỉ bị sát thôi đúng không? Vị tung thơm ăn chua chua ngọt ngọt nhưng mà muốn tội là em hộp đợt em ăn hả cả ký á. Thì bọn em có được hũ muối của anh Hiếu. Ngon quá. Sao trên xe này có sẵn muối vậy em biết? Chả hiểu nữa. Chắc là không tính đường là đi. Chắc là thế. Alo. Thôi let's go. Ủa, ớt nó sặc vào. Một cây này là cũng nhiều hết đấy. Ờ đúng rồi. Trông thế thôi nhưng mà cũng nhiều đấy.
Mình tưởng là cả cái cây này được lắm hộp. Ôi cây này ngọt đấy. Ôi em, mày chấm muối thì ngon nhưng mà làm sao đấy thế? Quả này ngọt. Cây một ngày vặt này được nhiều không em? 200-250. À một ngày. Tùy cây á. Mình mới cho lom khom này gãy bá lưng. Đấy, chú ơi thế thì bà sẽ đi bây giờ chú cho thanh bán là mặt bắt wifi cho chú. Nết. Ừ. Rồi đây là lưng. Giống như hạt mít luôn mà cũng thơm như hạt mít. Hay rồi. Hai cháu thì kiểm. Vâng, nếu mà lúc nào mà không được ấy chú phải gọi em tổng đài. Ăn thì ngon. Còn hiện tại thì chú bá đang ở đấy thì chú phải yêu cầu bá kiểm tra mạng nhà chú. Chứ nếu mà bá kiểm tra là bình thường thì cháu không thể phản ánh được. Còn nếu mà bá kiểm tra là không vào được mạng thì chú bảo bá là cái ứng dụng sập. Cắn một tí rồi cả chấm chú phản ánh luôn lên tổng đài. Có phải của nhà mình không? À sao của nhà mình đúng không? Ừ. Không. Cái gì ạ? Dao à, đúng rồi, dao của anh Hiếu. Lúc nào mà kém không thợ ăn. Có quả vàng như này, có quả đỏ nhá. Đúng rồi. Hay rồi. Phải lựa cái cây. Cái cây cây lấy cái túi mang về. Sao không đeo găng tay vào? Quả to thế có ăn không em? Hả? Chứ bạn này đâu? Hai chim ăn này. Thử. Chú ơi thì đấy thì chú ơi tình trạng tất cả quan điểm là nó bị là tình trạng chung, còn Việt theo bên cháu là ừ, là lắm nước nhỉ? Bị nhạt. Đấy, chú cứ kiểm tra đi, lúc nào mà không vào mạng chú cứ báo các bạn. Ừ. Chú còn kiểm tra còn đang tốt, cũng không thể nào phản ánh cái gì được lên tổng đài chú. Vâng, vâng. Trái này bị kiểu này này. Ừ, mẹ gửi, mẹ chỉ có mấy cái ảnh đấy thôi, mà mẹ gửi rồi đấy. Được, cái này là phải hái từ trên cây á. Thì là mới bảo quản được. Thì mới bảo quản được. Ừ. Cho nên là nó không cho nên là không mở. Chứ cũng ngon thơm ấy. Thơm á? Vâng. Cái nước ấy rất là tốt. Người Sài Gòn họ về, mỗi lần họ về là họ làm mấy nó làm 5-6 ký vậy. Làm một thùng vậy nó mang về kho cá ấy. Vâng. Rồi ép nước bỏ tủ lạnh nó uống. Vâng. Bên Sài Gòn. Đấy. Làm bánh nữa. Không. Bánh là cái hạt, cái hạt quả. Cái quả em đang nói cái quả cơ. Chứ cái hạt này thì đi khắp nơi rồi, ngay như ngoài mẹ em 250-300 nghìn một cân thành phẩm ăn. Coi trong thùng nó bị đau lưng nữa. Làm thuốc thì đau lưng nữa. Cái này là vì sao nó ăn ấy á, nó làm cho cái gì? Rồi, em cảm ơn nhá, em đi đây. Nó không phải đơn giản đâu, những người đơn giản nó không bao giờ tưởng tượng được đâu. Nó rất là đồng. Năm cân. 5 cân thì lấy là 500 cho nó đẹp. Ôi, thế thì bao giờ chết được. Chết được đầy. Quả này 500 là rẻ đấy. Rẻ cái gì? Các bà lấy mà các bà nói 50.000 một cân dầu diên, tôi không biết là các bà có giá 70.000 không chứ. 75.000. Nhớ bà nào mà đi mua dầu diên 90.000 bây giờ, nói là 70.000. Nhà tôi trồng cái dầu riêng thì tôi cũng biết. Trồng ở đâu? Đấy. Nhà người ta chuyên ăn bên trong ở dưới miền Tây mà tôi biết được thôi. Cơ sở anh Tư làm văn phòng cơ bản. Đây đây, miền sầu riêng Tây Bắc cái đây. Ở xe ghi đặc sản Tây Bắc. Sầu riêng Tây Bắc khác, sầu riêng miền Tây là miền Tây mà. Bao ai bà ăn được rồi ăn đi. Không có bao tay à? Có bao tay không? Bây giờ mình làm sầu tay.
Đấy, cứ bà nào ăn thử thì ăn thử đi, ăn thêm nó cũng chết đâu mà. Chết là bao nhiêu đấy? Dạ chết thì... Ăn thêm một que không? Người ta có bổ tiếp không? Một que nó không bổ nữa. Quýt mình chịu ạ? Em có được không? Đây, bút thử đi. Thôi mẹ đứt lưỡi sao? Bà này thử chơi tôi à? Không, rồi, rồi. Thử cả quả đấy. Anh chưa bổ ra. Khổ lắm anh cứ yên tâm bảo em thôi hả? Ăn uống vậy đó. Tắt điện thoại đi Sơn. Em tắt rồi. Quay tôi đâu nha. Ai thèm quay, ui giời ơi, người ta ăn sầu riêng như người ta ăn thịt người đâu mà phải quay người. Rào sắc thế, rào sắc. Cho em mượn cái đấy em chụp ảnh phát. Được, chụp ảnh đã, rồi. Úi giời ơi, mình thật đấy. Theo đổ đấy, theo nhựa nó vào tay đấy. Rồi, chị gọt tiếp đi. Đây. Mùi chung mông, mùi chung mông em. Không chụp với tay đâu ạ. Cái mông. Không có bảo mặt đâu. Đấy, đừng lấy đấy. Ăn luôn. Đấy luôn. Bọn em đâu có mang về. Giả dãi đi. Mà gì nữa. Đây là tại bút bia ruột. Tại nhà bút bia ruột đâu? Đây. Đây bút bia ruột các bạn ạ. Bọn ấy thôi. Đây là mũi đầu tiên. Đây những con người. Đây rồi. Chị dọc cho em nữa nhá. Đây những con người. Vào một cái là cửa hàng Tống Thanh luôn. Chị cho thêm một chiếc đọc. Chị chỉnh lại đi không thì tí nữa một lần. Đây là một cái lợn nữa to đâu. Đây là những vẻ mặt mãn nguyện sau khi là thịt được mấy con sầu riêng xong. Úi giời ơi, đi mất mặt mấy. Tí đẹp đấy. Tí đẹp đấy. Tí nữa em ơi, tí lên nóc khách sạn, tí lên nóc khách sạn. Tầng cao thiếu, tầng trên cùng. Có lên được không anh? Bắt mà nó phải dẫn lên ý. Mình được khứa mà. Bắt phải dẫn lên chứ. Không kiểu gì nó chả có cái tầng trệt, tầng thượng. Còn bán về pháo thì có lối. Nghĩ hỏi kiểu gì chả có khách sạn nào nó có lối thoát lên trên. Để phòng còn chuyện ấy xảy ra ấy. Chưa
Chuông báo có khách đấy, hay chưa? Ô cái gì đấy? Hả? Tí. Cái gì đó? Cái của ông đâu? Đây. Mẫu hệ không có gì. Ông trông đúng thật đấy, anh không thủy sợ. Ôi đẹp thế này mà không có ban ngày nhỉ? Tối nhà đẹp chưa? Ừ. Ngồi nào, mọi người thích ngồi đâu? Ra ngoài đi, thấy bọn rộng lắm đúng không? Còn rộng. Đấy, em thích kiểu làm những làng kiểu này. Và được đúng không em? Để xếp bên dưới này. Bỏ dép à? Sorry, anh không biết. Ở chị ăn vào gọi đồ đi. Lấy mà. Ôi giời. Nhưng mà chắc là không ngồi giữa rồi. Hơi lạnh. Đây chỉ có ngồi ở đây này, ngồi các cái không gian này. Ừ. Không ý, ngồi xong rồi. Đấy, cái nhà còn là ăn học phòng luôn rồi anh. Ừ, đây là phòng. Đẹp nhờ, đầu okay. Tư dã man nhờ anh nhờ. Những gỗ liền này dài nhờ. Trời ơi. À cái này là ấy đặc trưng đấy anh hả? Cái này là gọi là gì nhỉ? Gọi là gì? Capan. Đấy. Là cực kỳ hiếm và là đặc trưng nhất ở trên này luôn này. Dài. Đấy, có còn những cái nó phải rơi vào tầm 15 mét. Nhưng còn dài hơn cái này. Dài à không, nó chỉ tầm 10 mét. Thank you.
nhá, đúng không? Đấy, rửa tay, rửa tay. Ôi, hay chưa? Đấy. Đi đại có quay không anh? Em mà xin không. quên. Cái này không có buồn, không có cửa. Ừ, tớ lộ thiên mà. Thế? Ừ, ở đây người ta lộ thiên mà. Thế này, nhìn thế. Nhưng mà có phòng. Nhưng mà cái này hay không? Yeah. Chị ngồi vào. Chị chụp ảnh giúp mẹ. Ừ. Món mời à? Dạ, anh muốn chào mừng của bên em ạ. Nước gừng chanh dây với rượu gạo. Chanh dây và rượu gạo. Ok. Anh cảm ơn, cho anh xin một miếng. Anh xin nhé. Anh cảm ơn nhé. Nằm ở trong chanh dây đây đúng không? Vâng. Dạ. Đây trường đoàn này. Đấy, đang phê lắm, chưa uống mà đã phê. Nhìn thấy ED. Nhìn thấy ED là sừng là phê rồi. ED là phê là chữ E kéo dài đấy hả? Chữ E kéo dài. Ừ. Ôi, không ra tuyệt vời luôn các bạn. Chanh dây với cả rượu gạo. Đây là nước uống chào mừng. Đó có bị đắng nhỉ? Chanh dây mà, có rượu, nước chanh dây. Có được không mấy bạn trẻ? Cái chân của anh có đẹp hơn anh em. Đấy. Thế của chị đẹp mà. Đấy, của em đẹp hơn. Em lá nó nhỏ. Quả này nó thích hình thức thì nó dùng cho anh thế nào cũng được. Tí anh ăn cả cái lá này luôn đấy. Không, em chúng ta chúng lại. Đây, có thêm món nữa đó. Đây là cái gì vậy em? Dạ. Đây là cốc gì á? Dạ, sữa chua tráng mịn. Ăn tráng mịn. Quay tư liệu. Anh cứ để lúc nào mà anh đi măng đen thôi anh lôi ra mà anh cười sặc sặc. Đi chơi. Thôi chị nước làm gọi đi Gia Lai con Tum xong rồi đấy. Mai thì mọi người về, còn em với bọn em thì đi Lâm Đồng. Tại vì kết hợp với em đi luôn để làm việc. Sau đó thì em về phòng không có lúc mở cửa bảo mẹ nó mở mặt cáo. Requested above the medical mounting.
thôi.